Nè, tí về để nó chặt cái chuối cây xuống nè. Sao tính nấu bằng súng không nấu hả tí? Nấu đậu ấy hả? Già hả? Ơi. Đây. Đó, bằng súng vậy mà nó. Ôi. Bằng súng lên đây mình tí chê đi bẻ chuối đó. Đây thì có hành gì xuống chân nữa nè bạn. Mua gì vậy? Mua xuống gà nè. Vì bạn làm cửa sắt trong cái giỡn rồi để đó đi, con gà đó là món gì à, còn lương đây nè bạn, là mấy lương mình làm rồi nè, làm bữa sau mình luộc sạch rồi mình không có mổ bụng nè. Vì đem xuống hai gà nè bạn, hai gà tre giờ chỉ anh tí với nó sắc chuối à, nãy anh cắt nửa trái chanh này nặng vô trong đây dùng cho chuối trắng. Giờ giờ chặt gà ra chút nữa, gà này mình làm món gà chiên nước mắm đang nấu á. Hôm nay trời cũng bão các bạn ơi, mày kéo mày đừng thui nè, từ sáng giờ không có miếng ánh nắng nào luôn, giờ 1-2 giờ rồi còn âm u vậy nè, sáng giờ chưa thấy mặt trời. Bỏ lương vô sôi nè bạn, nhìn giác bỏ giờ nướng sôi lên mình nêm con mẹ vô cả nhà ơi. Tao thôi mẹ là muối mẹ mình không có được, không được chỉ là miếng bột ngọt nữa, còn mình rau thơm mình niêm thì lá quế với rau tành là ớt xim xăm. Sao vậy chứ không còn vọt lên nữa. Chỉ có máu thôi. Lương chín rồi, giờ mình vớt lương ra, mình bỏ lên trên đây. Cái này mình dưới đây mình nấu nồi cơm nè, cái này mình làm nắp dung. Giờ vớt lương còn để nó luôn. Nên thành lương hấp. Để lên đó thì hắn hầm lên nóng chứ có gì đâu. Rồi mình vớt lên ra mình đem cái này rồi mình bắt lên mình bỏ chuối cay vô. Nở lương mình lớn vậy mà ngon. Quá đã luôn cả nhà ơi. Bự quá chứ không. Ừ. Cái gì chịu nổi cảnh này. Chết anh năm lon cái này em thấy cái này rồi. Thấy nằm cũng thưa mình bây giờ ơi. Xong chưa? Xong chưa? Giờ canh chín rồi mình nêm rau thơm nha các bạn ơi. Mình tắt bếp luôn rồi. Thì món canh chua chín rồi, giờ nó làm món gà chiên nước mắm nè cả nhà ơi. Đây, để có ông thợ này mình nữa ông làm làm sao đây. Đây giỡn nó chế với nước mắm đồ với lại tỏi ớt rồi vô đây rồi nè cả nhà. Cái xì bọt của tao được không biết. Sao đây? Đây có chú bả trận xuống chân nữa nè cả nhà ơi. Chính làm chính đó nè. Sao nãy thấy sao rồi? Cho biết ý kiến đi. Lụm lúa. Lối ăn gì vậy? Lên xe buýt. Chắc bữa nay chắc hết nồi cơm với cái ơn này. Ngay cỡ 400 ngày nó quen. Cỡ rất rất như cái này ăn té ở đây ngủ.
cơm rồi, cơm chua rồi, đầy đủ luôn. Còn nè. Rồi mình làm xong rồi, xin mời cả nhà nha. Rồi, ăn cơm với lại làm miếng rủ đế kìa. Đằng lạnh lạnh này uống rủ đế. Nè. Nghe vậy đi. Được đây. Con nào có chắc đậu má này cho tới vừa bên phà mà nước mới đưa ra chứ. Chắc chắc gì vậy? Lương này cho mày không mới cho mày không mới còn chưa mới thì giờ cũng là đi mua đồ thì nó mới chạy làm cũng đẻo hai đi chi không có nhau à không ướng là nhau qua nhiều lắm đó không có để đi nhắm giỡn không chứ vậy được các bên ừ, nó hư ăn thì già không ăn lương gì nó biến á xin mời cả nhà ăn lương nha. Tôi tấm đẹp cơ như vậy. Đâu, chưa phải cực khổ chứ. Bán mẹ không có bán. Chú sao không đòi nhỏ một súng, thấy còn một súng thì có người làm thì cứ ngờ chú nha. Này nó nói phải vô trong cái mùa lục bệnh thôi. Chiều cho mới băng. Chúng mình cũng ngon, cái nó cột quá thì nó kính. Cái này nó cột quá. Có chút xuống đây có nhiều đầy nước rồi. Sau tháng này về trời thứ hồi lo thế mười con gà trong năm nữa bị nắm cũng khuẩn cái đó sạch thuốc cái lần nào sạch cũng cho nó ăn viên mới qua quấn là cái vườn đi nằm thì qua quấn mà bom những thuốc rồi nói sạch cái cửa trời mưa đi chết thôi tắm chạy là đủ chén luôn rồi chén à đủ ba người đó còn chán dùng này sau này cũng về hẳn không ta đứng mà nói sạch con cự thuốc dài nhưng họ thèm là luôn cũng không tốt sao không có ăn đâu đua được mát còn với xài với đất ruộng như với trước cửa tới nay đâu nằm mấy ngày còn chưa bắp đùi non này cái... tí không biết ăn đùi non được không bùi được không vậy mà làm chứ mặn chứ lạc hết vậy được không đi rửa chứ là chị con bé này cái này phải ăn với bia mới được giận ăn với bia là vừa ai nghe nghe tỉnh má lên nó phê nó lên bò còn được lần sau còn vấn gì được tính là sao nếu không đi mua mẹ mua lên mua bự giống giống là những dẫn con hay sao chứ tôm nước mái hay đâu mấy chén à vợ mà không tôm nước mái vẫn bự lắm á hai đầu vậy còn nhậu được rồi vậy khách cứ tới tình sao tiếp nữa no rồi tính nó chuyện này ngon rồi no tiếp tới chiều đủ lễ rồi trong bụng nói là chồng của nó nó dính cỡ là 70% là dính rồi đó ta xuống gòn nữa rầu cũng nóng nó chập được rồi đem về xào một phương nữa xào cái đọt một phương nữa như là cái trái non non
ngọt dữ lắm. Bữa ngầu nhậu cho mày anh mèo hướng đã mua tấm đấm của ba Tèo đã rồi xỉn rượu thả luôn, còn con kẽm giờ sao thắt thang đi tấm đấm về chắc ăn chay xỉu. Mua một thang rồi mà chưa nước đây gì, nãy giờ cái rước bạn nó ở bên trong bàn qua không biết đường á, bây giờ mới tới sau nè. Làm mấy ly rồi? Không, cái mỡ này ngon lắm. Bà chị bà có mua những tấm mỡ này. Nuôi cái này bọc trái cây, bọc bột chôm, dâu. Ủa sao có lộn trái cà trong đây nữa? Cà bên đây. Chấm đi gấp lương đâu cho anh đi với chị vợ. Đầu tiên đi cãi nó giàu bỏ miếng đi sâu hơn bồ mà nhiều thịt cũng không có lợi nữa. Ăn lòng bộ lông á. Không nhiều mấy. Bộ lấy cái nè. Dễ chỗ. Chấm nữa đi anh.